con đó của người ta, con gì ta, Screamer nhỉ, đấy con nó mình cứ bắn vỡ đầu nó là nó chết thôi, gì đâu chắc vậy. Tao không biết, nói chung là tao không chắc. Tại vì đã là streamer thì tao nghĩ nó sẽ có lính. Nó hét lên thì nó phải có đồng minh tới rồi. Không 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 không. Bombing run on it. Bombing run. Supposed to contact Spike if the hell tower's been bombed. It doesn't matter. Stand aside. Con sao ngầu thế? Tao éo anh tầm mà tránh ra con nào. Cút ra đi. Tao cút ra đi để tao lo. Ghê vậy đẹp. Nó hành kho ngầu đét. Có gì nó không? Cái này thay quả mình đó. Em thấy khẩu súng nhắm của chị với khẩu súng shotgun của chị có điện kìa. Thầy tao đang theo đường điện mà. Còn khẩu súng của em này lại lại theo lửa. Nhắm nó chỉ có đích đam thôi. Súng lục của em là bắn phát là nổ tanh bành. Đây. Ủa em bắn chị được hả? Hát mod bắn được á má. Oh, wow, wow, wow. Wow. Em hèn gì em thấy cái người chị, ủa sao người chị lại có màu đỏ. Thì là nó là hai mod bắn được mà. Mày đừng có lượng được chứ mặt tao nã cho ông viên đi chứ giờ. Nã cho ông viên vỡ đầu. Chết vì đồng đội. Đó là nó, tao đang cầm cái nhắm đó, tao giật mình tao đã cho ông viên rồi ta. Chị nhiều lần. Ủa cái tiếng gì ghê vậy bấy. Má cái tiếng kìa. Nè, mình để gai bẫy đi. Lan mai để em xử cho. Chị nhiều lần nhầm em với con zombie lắm nên em cũng sợ lắm. À không biết, mà tao lỡ bắn mày thì đáng chịu. Nói thế thì chịu rồi. Đó đó rồi, đó là giờ bom mày đặt là mày tự đạp được luôn á, cho nên cẩn thận. Ủa mấy sao giật vậy? Rồi. Mày coi lại internet của mày coi. Giật hả? Tao thấy con nhân vật của mày đi giật giật giật. Vậy hả? If you can get to the tower before the planes arrive, we can still make contact with Schweiger. Head for the ferry. Vậy là mình kiếm Schweiger. Má nhảy xuống nước rồi. Có cái gì nhìn giống cái chuông ở trên kia kìa. Bắn ngựa nè. Không tới, từ từ. Đấy. À, cái chuông thì kìa. Ôi bà nội đó, má nó mình không để. Fucking shit, nó lên kìa. Mày xuống rồi hả? Để tao bắn ra. Tại em bị rớt, em bị té chứ không phải là em xuống. Em không để thì. Rồi. Nó trâu lắm đó nha. Một viên, không sao, xuống lúc em khỏe lắm, một viên chết luôn. Oh, chú. Mình tỉnh nói cái gì vậy, tao đang đứng sau lưng mà lo cái gì. Sợ chứ. Tự nhiên nó trồi gì đó, trồi lên. Ây dùng. Bùm. Á. Hết mày bắn. Ôi nó còn sống kìa. Nó còn sống kìa. Tâm nó. Đá nhỏ văng luôn kìa. Sợ phải cái đấy. À rồi, đi trước đi. Đồ má nghỉ đi à? Mày đi trước đi. Em thường như mày đi trước đi thì sao? Từ từ. Kiểm tra coi có gì ngoài đây không? Nghe đẹp sợ thì mày đi trước đi. Kiểm tra coi mấy cái ngôi mộ có cái bàn tay zombie hay là đốc của mình hay cái gì không? Hay có con búp bê nào trong đó không? Má nghỉ đi thì. Trong này có gì không? Ở đây nè. Tao thấy ghê ghê rồi đó, đi trước không mày? Đừng nghỉ đi, tuyệt thế. Thôi từ từ qua đó để mình... Tao thấy quanh đây có đồ mà ta. Cái tiếng gì ghê vậy? À đạn như này đạn. Lên rồi. Rồi đứng ở đây, đứng ở đây, trên đây có đồ, trên đây có đồ. Đứng ở đây, đứng ở đây đi. Đâu rồi nó đâu? À đây rồi, thấy nó rồi. Ok. May mà nó à đạn em bị rớt. Sao cái mông mày nó cứ đứng trước cái đồng xu của tao vậy? Ôi con giòn kìa. Mẹ nó đấm nó. Đâu vậy đàn. À cứ nhắm cái nòng lên là thấy cái mông mày đứng đấy. Rồi nó bò lên rồi đấy.
rồi. Ôi. Má thằng nào khạc đơm vậy? Nó khạc đơm kìa. Con khỉ nó khạc đơm. Bị mù tạm thời luôn mới ghê chứ. Thôi, xài khẩu này thôi. Đến lúc phải xài khẩu này rồi. Này, em ném quả lửa đây nè. Đồ đạn lửa của em á. Đồ đạn lửa của em á. Đạn lửa của mày còn dính tao vậy. Sao trâu quá vậy? Trâu quá chứ đùa. Má đang chơi hack mod mà hỏi sao trâu quá vậy. Đúng bò đấy nè. Ê nó đông lắm luôn á. Ồ trâu phết chứ đùa. Mày đòi hát con mà mày đòi hát trâu. Má nó cào phát rồi coi như là máu me mình văng tùm lum. Nó cào phát là máu tùm. Sợ luôn. Ê lại rồi. Con khỉ khạc đơm. Ê, đúng không? Đúng đấy, khạc đơm. Anh bị Covid thì anh cút đi hộ em đâu. Covid. Để em sửa con khạc đờm rồi nè. Mày khạc đờm à? Khạc đờm. À lột con rồi. À đánh con. Trong tâm rồi. Đi. Quả ném bom hả chị hả? Được chưa? Ổn chưa? Chắc ổn rồi đó. À, có một con bị lát gì gì. Đúng rồi, đâu gì. Số lượng. Con khạc đờm nè. Má nó chui trong nghỉ địa ra, phải thật. Nó đâu ra vậy? Nghỉ địa, nó chui trong nghỉ địa ra. Thôi từ từ. Mày mà nguyên cái thùng đạn nằm đây. Con này mà con nào khè ấy nhỉ? À đây rồi, thấy rồi nó khè. Ồ con khạc đờm. Tiếp bên này luôn. Xà quá, bắn tới. Đạn rớt đi nhá. Đạn rớt, má bắn mà đạn nó cứ rớt xuống dưới. Ờ, rồi bắn trúng nó rồi sao, thấy nó đụng mặt sát nè. Đạn rớt rồi quá. Cái em tin lên là nó có cái loại nhắm xuống đất ấy. Nó chỉ cho mình là hướng đạn rớt luôn nên cũng đỡ. Ừ. Chơi hết rồi đúng không? Ê cái gì vậy? Gì là gì? Nó vẫn gào gào kìa. À nó vẫn gào. Nó vẫn gào là em giật mình. Nó cứ gào gào là em giật mình chứ sao? Ở trong đây có gì không? À đó không mình nè. À. Ôi đừng. Mày. Chị tao đã mày rồi đó. Nó có đồ kìa. Em có làm gì chị đâu. Nhìn thấy cái đầu đùi lên tao bắn chứ. Rồi chắc không còn gì đâu. Không có gì cả. Thôi lên đi tiếp thôi. Tao cầm súng nhắm tao đứng sau rồi đó, mày đi trước đi. Để mị lên. Đấy có cái gì kìa. Đạn. Mở ra nên còn thấy đường. Rồi gào rồi kìa. Đấy, gào rồi kìa. Có gì? À lại đây cho bạn bốn miếng bạn. Bốn miếng. Workshop ở dưới à. Cái gì dưới này nữa. Nó hồi sinh kìa. Would you like to go again? Mày muốn chơi nữa không? Anh Boris ghê thiệt. Mày đi không? Từ từ. Em biết nhưng mà đi vòng vòng kiếm coi có đồ gì ngon nè. Gì vậy ta? Mình có một cái upgrade kit nè, một bức thư với một cái bàn tay. Ồ, nghỉ địa. Thằng điên này sẽ chặn mẻ đường rồi, éo vô được. Sát thằng này chặn mẻ đường rồi. Má gì đây tối quá vậy? Ê, mày đi xuống đây với tao thử coi, với cái hố nước này nè. Rồi, đi, tới đây. Không phải tối nhưng mà nhìn hơi gớm. À không, nhưng mà cái nhà này từ chị, nhà này có đồ. Ờ mời sai anh luôn nữa hả? Ghê vậy. Bút nhạc lên rồi. Bức thư nè, đốc của mình nè. Đốc của mình rồi. Cầm đi, cầm nó ra kìa.
này là cái gì đây ta? Xuống thử coi. Ủa? À, khu vực này mình vô rồi. Ui da, tay xuống mất máu à? Ui! Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cẩn thận, cẩn thận. Để em. Để tao, để tao. Trời ơi. Đang xin máu nữa mà. Tao hết máu rồi. Eli saving 24 điểm, ố ngon. Đây là sau lưng còn nữa hả? Armor Shion nè. Tao cho mày một viên này là mày chết con ạ. Xuống lục em khỏe quá, má mạnh như ba đét á, một viên là tan xác luôn. Ờ, cái đường xuống đâu nè, à bên này, bên này, bên này. Khiếp, vậy mà nãy mình chạy xuống đây, đỉnh thiệt. Em kiếm được cái đốc của mình rồi, giờ thiếu cái zombie hand với lại upgrade kit nữa thôi. Bên này có gì nè? Supply crates. Supply crates. À. Đọc, cái đọc. Con này nó hồn. Ê, 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 ê. Bắn nó, bắn nó. Cái gì vậy? Bắn nó, bắn nó. Cái con này nó, cái con của tao đang cầm nó hồn máu ít thật. Ở cái gì á? Chìa khóa. Chìa khóa. Nó mọc lơ người đi. Chạy vô nhà, chạy vô nhà, chạy lên 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 nhà. Từ từ chạy, chạy lên nhà, chạy chạy lên cái nhà đứng. Đâu rồi cái chỗ nhà đâu? Đây 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 cái chỗ này đứng được nè. Mày má ơi. Đây 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 đây. Thôi mỗi đứa hướng đi, đừng đứng gần nhau. Mày, không chết được luôn. Ghê thật. Tao có mỗi khẩu súng, tao có mỗi khẩu súng nhắm. Thôi chạy, run. Em không đi. Run. Quay anh ơi. Em đang tới đây. Nó đâu? Chết chưa? Chết rồi. Nó đang vù tao. Rồi, có mấy con đang chuẩn bị lên rồi nè. Nạp đi, cho không hơi nó sống lại đó. Thấy người nó đỏ đỏ lên kìa. Mất đỏ, mất đầu rồi mà. Nhạc lên rồi. Kill confirm. Đã có một con nó lên đây. Đã có một anh này. Nó sao tao nhắm được cái mồm này không mà sợ thật chứ. Ờ, tàn sát rồi vẫn hồi sinh được. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Lùng vô đầu nó chứ gì? Đúng không? Ơ! Liêu tên anh kìa. Bắn có tim nữa. Rồi chết rồi. Chết rồi, chết rồi, Commander chết rồi. Em bắn thẳng tim nữa. Ờ, thế thì hên. Rồi, chắc hết rồi đó. Đúng rồi. Ông quên. Con gì vẫn gào gào nhỉ? Ơ mày cái đấy. Ôi sorry chị, sorry chị. Sorry, sorry. Mày chơi ha, mày đòi chơi hát mà mày cứ đập con người tao kìa đấy. Em thấy con zombie dưới đó. Em thấy con zombie dưới đó cái này em bắn rồi, biết đâu. Hy vọng là ô có con gì kìa, có con gì kìa. Rồi vỡ mồm. Để cho tao chọc nó đi. À, chị chờ đó, chị chọc đi, kiếm đứa nào chọc đi. Ôi kiếm bình xăng với bình điện à. Ờ rồi kiếm bình xăng rồi. Ô oh, wow wow wow, bình tĩnh vậy. Thôi đừng bắn để tao đi. Ừ, đó, nhường chị đó. Ngon. Reloading. Ồ, hết shot điểm cao hơn nha. Ơ lộn, lộn, chơi hot điểm cao hơn. Đi thôi. Đi kiếm đồ mày. Đi, đi kiếm đồ này. Ơ, à, em chưa nạp đạn vãi thật. Đạn thiếu quá trời luôn, chưa nạp đạn. Ờ, đạn đâu? Ở đây có đạn thiếu đâu. Hai chị em ngáo rồi.
Vậy là em cũng gần hết đạn rồi đó. Gần đây em đoán chắc thế nào, do cũng đi từ hướng này lên nên chắc em cài bom sẵn ở đây đi ha. Cài đi xong rồi đạp. Đây rồi, đây là thấy rồi. Ờ tao sách mày thủng nè. Ủa sao gần vậy ta? Nó mình tưởng xa lắm cơ. Ôi em không có đủ đạn. Em không có đủ đạn đâu nha. Ít đạn lắm. Lên lên tàu, lên tàu. Ờ phải. Ôi tí nữa chị vả đâu em rồi. Máy tao đang ngắm nó luôn á. Còn mày cứ lượn lượn chứ cái nòng súng tao. Wow, máy bay kìa, máy bay kìa. Đá, cái gì? Máy bay. Try not to die yet. Tao thấy tao đi rồi mẹ. Ô, NPC bắn à? Mày. Ô, zombie dưới đó, dưới kìa, dưới đó. Đúng rồi, zombie bắn. Vậy hồi nãy tao nghĩ sao tao mất máu. Ê, nó bắn tao. Ai đi trên thuyền nó bắn dễ hụt quá. Ừ. Zombie nó bắn đâu vậy ta? Không thấy nó thiệt. À thấy rồi. Mày chết với tao. Mày chết. Ơ nó chạy mẹ rồi. Mày chết với tao. Mày chết với tao. Ai mày đứng đó bắn tao hoài. Surprise crate. Hồ đạn ngon. Chết rồi, tao nghĩ là tao đai mẹ rồi. Ơi cái này hồ đạn 2 à, không phải hồ đạn 1. Ê con má con búp bê là mình hết cả hồn. Hai cái đấy mới con búp bê. Sợ thật. Ê có con búp bê để nhìn mình nè. Cái mẹ. Con cút gì? À nó đây. Ơi hát nít thì cũng vui đấy à, thấy mà hình lúc nào đen xì. Rồi ở đây có 7 nè. Ô con cá mập má ơi, mày không để con cá mập chắc chuẩn bị thủ rồi đó. Kìa dưới biển kìa, dưới nước kìa, bắn vô con cá mập được coi nè. Ô cá mập kìa. ăn nó. Này của mình mà. Ê từ từ, bên này có gì không nè? Coi bên này có gì không? The bombing run failed. But how? The hell tower should have been blown to bits. Bên này có đường nè. À đi không được. Gì vậy? Mày coi nó ở đâu mày bắn nó đi. Wow. Đạp nó coi nó có súng không? Đạp nó. Rồi đạp nó không phải là tao. Rồi đi qua cái cầu này trông có vẻ nguy hiểm. Chắc mỗi lần bắn nhau em ngồi xuống cho chắc chứ không chịu nã nát đầu em mất. Tao nói tao nã mày, tao thấy mày bắn tao trước rồi đó. Ôi, chạy qua luôn. Rồi. Mày chơi medium á thì mày còn có thời gian okay. Đi lướt đồ chơi cái. Ồ, có súng nè. Ồ, đồ. Đây rồi, đồ nạn chỉnh đây rồi. Ý, dòm ở đâu vậy? Dòm trong chuồng hả? Mày có cần hồi máu không? Ơ con giom đang ghi nhật ký trong tù kìa chị. Con giom đang ghi nhật ký trong tù kìa. Má ảo thật đấy. Thôi, tại cho nó đi. Thôi tại. Máu không? Ok. Máu phải đứng ra chỗ này tao. Ngon. Nó ngồi lại đi mà hình đen thui mẹ rồi.
Má con dòm ghi nhật ký trong tù kìa, má thôi tha đi. Chồng có vẻ thông minh đấy. À, ngon, sống lại rồi. Má con dòm, đồ, má lần đầu tiên thấy con dòm có trí tuệ nha. Giếng không vậy? Giếng làm vậy? Đâu, nó ở đâu? Đó, đó, trong chuồng đó, zombie đang ghi nhật ký trong tù kìa. Nó còn không quan tâm mình nữa cơ. Má, zombie ảo thật đấy. À, đó. Thôi. Cho nó lát nữa thì nó tan xác bây giờ. Từ từ em bưng cái khẩu súng này. Chắc chuẩn bị thủ đây nè. Vậy là tí mình phải thủ đây à. Thôi em bưng cái khẩu súng này ra luôn, dùng trên tay vẫn ngon hơn nhiều. Rồi, ok. Ơi, má con dòm con kia nó kêu là mình hết cậu. Chị cẩn thận đứng trước hồng sáu nòng của em nhá. Cái gì vậy? Chịu hồi xe tăng hả? Em đoán chắc chịu hồi xe tăng. Zombie kìa. Rồi. Đứng ngay đây thôi. Chị đứng ở đây nha. Chị đứng góc này, em đứng góc bên kia. Mọi người chia hai góc ra đứng. Kìa, nó đến kìa mấy con Reaper đến kìa. Dậm nó cũng được á. Ô, Boomer, còn mẹ nó. Boomer. Em thấy rồi. Để em đang dậm đâu nó. Chà nó chứ. Rồi. Bà nội nó xém té luôn. Đây đây đây, đang chạy đây. Ném đồ đạn nữa cần thiết. Mấy con đội mẫu trâu vậy đạn hai viên. Bà đội đó tự nhiên té rồi. Ơi. À, mấy con zombie. Má ơi. Học nha. Má cái này cứu cũng lâu nữa. Được. Vãi thật. Làm ơn. Ui da. Chị chết đúng không hả? Không, tao là sao chết. Tao có cái trend mà. Ok. Nó tập trung qua bên em nhiều quá. Sáu nòng thì mày lôi ra đi. Sáu nòng em rớt xuống dưới rồi. Thím mệt chứ. Ok, nó vô nó đi theo em được. Mình em đập nó. Mày bước đến đây. Cảnh ra nha. Má nó xịt chết. Mẹ nó. Má đông dữ vậy. Đông thiệt á. May mà nó tàn qua. Mày lại hát cái xịt mày thủ đi nha. À, em đang thủ nè. May mà nó tàn qua chỗ của em, để qua chỗ của chị. Rồi được rồi, để em để em bóp cổ một con coi nè. Bóp cổ cho lên máu chứ. Kìa còn một con kìa, chị muốn đến bóp cổ không? Cầm, tao cầm cái này nè, lại đây. Bóp cổ nó lên máu đi. Ổn, tao ném bom, rồi mẹ đi. Má ghê quá. Má khẩu súng của em rớt ở dưới, mẹ nó. Vậy thì xuống lầm lầm. Biết, còn nữa hả? Cái hồi máu đã đi tiếp. Hồi máu đã đi tiếp má. Storm prevented them from exploding, which means you're going to have to detonate them manually. Hả? Hồi nãy mấy con Reaper mà nó bay vô cà tỏ hai phát chết. Má đặt bẫy rồi hả? Đừng có đặt bẫy, đừng đặt bẫy. Hả? Anh xui lắm, đạp cái ăn. Không, hình như bẫy của mình không sao đó, không đụng vô được, nhưng mà nổ thì vẫn dính nha. Tao thấy nhớ ít súng đạn hơn bên Medium đó. Bên Medium đạp tụi nó ra cái là súng đạn đứng bên đây tiếp không thấy đạn luôn thì. Rồi em
coi quanh đây có gì không. Không có gì rồi. Ít nhất phải cho mình bàn tay break kick gì chứ. Tại vì kiếm không ra thôi. Bây giờ kiếm. Má cái người chị. Đạn nghe nạp đạn đi má. Ờ quên nạp đạn chứ nhỉ. Chị quên. Má đi chứ xong rồi không có đạn cái thực thang sung cà đen. Ủa nạp đạn cũng lâu rồi nhá. Nạp đạn lâu, hồi nãy tao cứu mày cũng lâu nữa, mày thấy tao cứu cũng lâu không? Ừ. Mấy bữa là cái vòng nó quay đúng nhanh luôn đó mà tao cứu mày đúng lâu luôn, mấy con trị kia nó bay vô cào tao hai phát. Em nãy em tưởng chị tan xác rồi chứ mà mày còn sống. Không, có second chance thôi chết được. Tao bắn viên là tao tan xong rồi. Lại thêm cái surprise key nữa. Rồi, ở đây chuẩn bị bắn giom tiếp rồi đó. Đoạn chắc luôn. Này này, để tao cái quạt cho mày bắn đi. Ồ, súng của em sao ít đạn vậy ta? Thì đúng như mày đòi hát nít mà mày đòi súng cho nhiều đạn. Ờ. Sau lưng, sau lưng, sau lưng. Ôi, sau lưng nè. Để ta đi. Ờ, thôi chị đừng ở đây em lên trước nha. Rồi đừng bắn em nhá, em đừng. Thôi mà. Thôi mà hồi nãy lượm được hai trái thì coi bom á. Thôi thôi tao không mày chắc cũng ngát. Má mấy con Creeper mẹ má. Ủa Creeper nhiều lắm nha. Hết chưa? Ừ. Coi nó có con hồ sinh luôn nè. Má sợ gặp mấy con hồ sinh lắm. Thuyền của tụi mình tới rồi, đi thôi mày. Từ từ. Đi thôi kệ cha tụi nó đi. Ok. Hay là muốn đi lục đồ? Không, có đồ gì đâu mà loot. Bây giờ mình thiếu một cái upgrade kit đó là zombie hand thôi chứ. Từ từ lên đạn là quên mất, xém một quên đạn. Mình đi rồi lên mà canh mấy con sniper. Có tiếng giống. Trên cầu kìa, trên đầu trên cầu kìa. À, đâu? See that safe room. Safe room à? Đồ tới safe room rồi, ngon. Yeah, safe room, safe room. Đâu, quẹ. Nè, safe room xanh lè nè. Ủa gì cái upgrade kit, upgrade kit rồi. À, buồn mày. Hơi buồn đấy. À, không có upgrade kit. Buồn. Ô đồ, mà full điểm luôn. Ủa 7.500 á chị à, 7.500 đấy. Đâu, 70 mấy nghìn á, mày đâm mấy nghìn, tao 2 mấy nghìn.